Tây Tạng vẫn luôn là một vùng đất huyền bí và bí ẩn bậc nhất thế giới. Và cũng chính nhờ những điều này mà nó luôn thu hút rất nhiều người muốn tìm hiểu và khám phá. Nào là ở Tây Tạng có Phật sống, hay những cậu bé vừa tròn 3-4 tuổi đã tự biết và nói chúng những gì thuộc về kiếp trước của mình. Hay có những vị lạt ma tọa thiền trên tuyết cho đến khi tuyết tự tan. Hoặc nói dân tộc Tây Tạng sống chung với các vị thánh có phép thần thông. Dân Tây Tạng ai ai cũng tụ niệm và đọc thần chú cho đến khi thần Phật hiển linh. Chuyện nào cũng gợi nên trong đầu óc của chúng ta những tưởng tượng về Tây Tạng như một xứ sở thần tiên nào đó ở trong chuyện cổ tích. Có lẽ chúng ta không còn xa lạ với vị này. Đây chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, một lãnh tụ tôn giáo của người dân Tây Tạng. Tuy nhiên do những rắc rối liên quan đến chính trị nên ông đang phải sống lưu vong tại Ấn Độ. Theo giáo sư Eric Sharp thuộc Đại học Sydney, nước Úc, thì trong số những thánh nhân của thế kỷ 20 đã có tới 3 nhân vật người châu Á. Đó là thi hào Rabindranath Tagore, anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Hiện nay ông đã 89 tuổi và ở cái độ tuổi mà người Việt chúng ta gọi là gần đất xa trời. Còn ở Tây Tạng, khi một Lạt Ma cấp cao qua đời thì chức vụ của vị này sẽ được đảm nhiệm bởi một người được xác định là tái sinh của Lạt Ma đó. Truyền thống này đã ăn sâu vào tinh thần và văn hóa của người dân nơi đây. Tuy nhiên hiện nay chính quyền Trung Quốc đang tìm cách can thiệp để đưa một vị Lạt Ma thân thiện với chính quyền lên thay Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Và điều này đã vô tình khơi mào cho cuộc chiến nhằm xác định người kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vậy cuộc chiến này diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Những nét cơ bản về Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng là một hình thức Phật giáo được thực hành ở khu tự trị Tây Tạng, Nepal, Bhutan và Mông Cổ. Bên cạnh đó thì ở các vùng như Ladakh, Sikkim và Arunachal Pradesh của Ấn Độ cũng có số lượng tín đồ khá lớn. Còn ở các khu vực khác như Trung Á, Tân Cương, Nội Mông thì có số lượng tín đồ nhỏ hơn. Sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng có những nét đặc thù mà có lẽ không có nước nào khác trên thế giới có được. Theo sử sách thì kinh Phật bằng tiếng Phạn từ Nepal và Ấn Độ lần đầu tiên được dịch sang tiếng Tây Tạng dưới triều đại của vua Somstan Gampo, người đã thành lập nên đế quốc Thổ Phồn. Somsen Gampo theo truyền thống được ghi nhận là người đã du nhập Phật giáo vào Tây Tạng. Bằng chứng là vào năm 641, dưới thời vua Đường Thái Tông của Trung Hoa, vị vua này đã gả công chúa Văn Thành cho ông. Theo ghi chép thì vị công chúa này là người thông minh và là một Phật tử nhiệt thành. Bên cạnh đó, nhà vua này còn có một người vợ nữa là người Nepal thuộc triều đại Lichavi có tên là Brikuti và bà cũng là một Phật tử chân chính. Do họ đều là những người mộ đạo Phật nên cả hai đã khuyên nhà vua cho người sang Ấn Độ và Trung Hoa thỉnh các vị tăng sĩ Phật giáo đến Tây Tạng để truyền Pháp, đồng thời cũng cử một phái đoàn sang Ấn Độ du học Phật Pháp. Khi học xong, những người này về nước và sáng tạo ra chữ viết riêng cho Tây Tạng dựa theo chữ viết tiếng Phạn để có thể phiên dịch kinh điển Phật giáo sang Tạng ngữ. Như vậy có thể nói rằng Phật giáo du nhập vào Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ 7. Vào khoảng thế kỷ thứ 8, Phật giáo thực sự đã chiếm được ưu thế ở vùng đất này. Mặc dù những người kế vị Somsan Gampo ít nhiệt tình hơn với việc truyền bá Phật giáo, nhưng dưới thời trị vì của vua Chisom Desen, ông đã công nhận Phật giáo là tôn giáo chính thức của đế quốc Thổ Phồn. Sau đó vị vua này còn mời các học giả Phật giáo Ấn Độ đến triều đình của mình để giảng pháp và dịch kinh Phật. Từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, khi này Thổ Phồn đang ở trong thời kỳ phân liệt, thì Phật giáo đã gây ảnh hưởng mạnh trong các dân tộc Nội Á, đặc biệt là người Mông Cổ. Phật giáo Tây Tạng có thể đã được truyền sang Mông Cổ thông qua người Thangut của nước Tây Hạ. Sau đó khi Mông Cổ sáp nhập Tây Tạng dưới thời nhà Nguyên, thì tất cả các nhánh của Phật giáo như Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Tây Tạng đều được phát triển mạnh. Trong thời kỳ này, Phật giáo Tây Tạng đã được thực hành không chỉ ở thủ đô Bắc Kinh và cao nguyên Tây Tạng mà còn diễn ra trên khắp đất nước. Ví dụ như Hàng Châu, thủ đô của triều đại Nam Tống trước đây và là thành phố lớn nhất ở nước Nam Tống, đã trở thành một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Phật giáo Tây Tạng. Tương tự như vậy, tại Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay, nơi đây cũng là địa điểm linh thiêng của những người hành hương Phật giáo Trung Quốc và đây cũng là nơi chịu ảnh hưởng rất lớn của Phật giáo Tây Tạng. Sau này ở thời Bắc Nguyên, dưới sự cai trị của Lâm Đan Hãn đã đánh dấu sự xâm nhập sâu sắc của Phật giáo Tây Tạng vào xã hội Mông Cổ. Trong vòng gần 50 năm, gần như tất cả người Mông Cổ đã trở thành Phật tử, bao gồm hàng chục nghìn tu sĩ, hầu hết tất cả đều theo trường phái Cách Lỗ Phái và trung thành với Đạt Lai Lạt Ma. Kể từ đó, Phật giáo Tây Tạng đã đóng một vai trò rất quan trọng đối với người Mông Cổ. Khi Mông Cổ nằm dưới sự cai trị của nhà Thanh, Phật giáo Tây Tạng vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nhiều hãn quốc như Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ và Hãn Quốc Hòa Thạc Đặc.
Bên cạnh đó thì Phật giáo Tây Tạng cũng được triều đình Mãn Thanh tôn sùng vì người Mãn Châu khi đó bị ảnh hưởng nhiều bởi người Mông Cổ và người Tây Tạng. Một số nhà sử học còn cho rằng có thể coi việc truyền bá Phật giáo Tây Tạng cho người Mông Cổ được thực hiện bởi người Tây Tạng và người Mãn Châu là một âm mưu có chủ ý nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự của họ. Tuy nhiên những người khác đã bác bỏ lý thuyết này. Hiện nay ở Tây Tạng có nhiều tông phái, nhưng phổ biến hơn cả là 4 tông phái chính, bao gồm Ninh Mã Phái, Tát Ca Phái, Ca Nhĩ Cư Phái và Cách Lỗ Phái. Mỗi một tông phái lại có phương pháp tu hành khác nhau và theo các kinh mật tông khác nhau. Trong đó thì Cách Lỗ Phái, hay còn được gọi là Phái Mũ Vàng, là phổ biến hơn cả, vì phái này có một vị lãnh tụ tôn giáo với danh xưng Đạt Lai Lạt Ma. Vậy Đức Đạt Lai Lạt Ma là ai? Đạt Lai Lạt Ma hay Đa Lai Lama là danh hiệu mà người dân Tây Tạng trao cho nhà lãnh đạo tinh thần hàng đầu của Cách Lỗ Phái trong Phật giáo Tây Tạng. Và cái tên Đạt Lai Lạt Ma là sự kết hợp của từ Đa Lai trong tiếng Mông Cổ, có nghĩa là đại dương hay vĩ đại. Còn trong tiếng Tây Tạng thì Đức Đạt Lai Lạt Ma còn được hiểu là người chinh phục quý giá. Ở các quốc gia Phật giáo thuộc khu vực Trung Á thì trong suốt một thời gian dài người ta đã tin tưởng rằng Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát từ bi, có quan hệ đặc biệt với người dân Tây Tạng. Vị này gắn liền với số phận của họ bằng cách tái sinh thành những nhà cai trị hoặc những lãnh tụ tôn giáo nhân từ như các Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo sách Kadam, văn bản chính của Kadam Phái, đã xác định các Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm. Sách này cũng ghi lại truyền thuyết về các hóa thân của Bồ Tát thành các vĩ nhân của Tây Tạng như vua Sông Sen Gampo và sau đó là đại sư Drom Tonpa. Như chúng mình đã nói ở trên thì Cách Lỗ Phái là tông phái phổ biến nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Tông phái này được thành lập vào khoảng thế kỷ 13 do một vị triết gia có tên Jesong Khapa sáng lập. Sông Khapa và các đệ tử của ông đã thành lập các tu viện lớn ở Tây Tạng như tu viện Ganden vào năm 1409, tu viện Drepung vào năm 1416 và tu viện Sera vào năm 1419. Đây cũng được coi là ba tu viện vĩ đại của Cách Lỗ Phái. Năm 1419, khi Jesong Khapa viên tịch, sau đó thì ba đệ tử của ông là Thedrup Gelek Pasang, Gyansap Dharma Rinchen và Dunjin Drakpa Gyansen đã đưa tông phái Cách Lỗ phát triển vượt bậc. Cùng với ba vị này thì những người đệ tử khác cũng đã xây dựng nhiều tu viện Phật giáo trên khắp Tây Tạng. Trong đó có Gendu Drup, được gọi là Kandon Choba, được cho là người đã sáng lập nên tu viện Tashihunpo. Sau này vào năm 1578, ông cùng người kế nhiệm mình là Gendun Gyatso hay Kandon Gia Mục Thố được truy tặng danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma. Và trong tâm thức người Tây Tạng thì hai vị này lần lượt được tôn là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ hai. Đến năm 1578, Sonam Gyatso, còn được gọi là Tỏa Lãng Gia Mục Thố, được A Nhĩ Thỏa Hãn mời đến Mông Cổ để truyền bá Phật giáo. Sau đó vị Hãn này đã phong cho Sonam Gyatso danh hiệu Đa Lai. Nhiều người cho rằng đây mới chính là nguồn gốc của danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma và Sonam Gyatso cũng trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên của Tây Tạng. Nhưng quan điểm này đã bị phần lớn người dân Tây Tạng bác bỏ. Không lâu sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ ba đã kết nạp Jonten Gyatso, một hậu duệ của A Nhĩ Thản Hãn thuộc dòng dõi Hốt Tất Liệt, đi theo Phật giáo Tây Tạng. Mối liên hệ chặt chẽ này khiến người Mông Cổ nhiệt tình ủng hộ phái Cách Lỗ, từ đó củng cố địa vị của họ, nhưng cũng đồng thời làm dấy lên sự phản đối gay gắt từ các đối thủ của phái này. Sau đó, Jonten Gyatso, hay còn được gọi là Vinh Đan Gia Mục Thố, vẫn trở thành Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ tư của Tây Tạng. Tuy nhiên, ông đã chết mà không rõ lý do khi chỉ mới 27 tuổi. Sau cái chết của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ tư thì một cuộc chiến giữa các tông phái ở Tây Tạng đã bùng nổ. Cũng trong thời gian này, triều Sangpa, vốn là những người ủng hộ tông phái Kamapa, đã cấm việc tìm kiếm hóa thân của Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, việc này vẫn được diễn ra trong bí mật. Sau đó nhờ vào cuộc thương lượng giữa ban thiền Lạt Ma và triều đình Sangpa mà lệnh cấm mới được dỡ bỏ. Lúc này, Nga Wang Lobsang Gyatso hay La Bốc Tạng Gia Mục Thố đã trở thành Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Ông cũng trở thành vị Lạt Ma đầu tiên sử dụng cả quyền lực tinh thần và quyền lực chính trị trên toàn bộ Tây Tạng. Chính vì vậy, vị Lạt Ma thứ 5 này được người Tây Tạng gọi là Đệ Ngũ Vĩ Đại. Nhờ có cả thần quyền và thực quyền nên La Bốc Tạng Gia Mục Thố được ghi nhận là người đã thống nhất toàn bộ Tây Tạng dưới thời chính quyền Ganden Pho Trang, sau một thời gian bị người Mông Cổ can thiệp quân sự, đồng thời cũng chấm dứt một kỷ nguyên nội chiến kéo dài. Với tư cách là một nguyên thủ quốc gia độc lập, ông đã thiết lập quan hệ với triều đình Mãn Thanh và các nước khác trong khu vực, đồng thời cũng gặp gỡ những nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên. Cho đến nay thì danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma đã chuyển được 14 đời và hiện nay vị lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso, hay còn được gọi với cái tên là Đăng Châu Gia Mục Thố.
Ông được tấn phong ngày 22 tháng 2 năm 1940 tại Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, và chính thức là người lãnh đạo chính trị và tôn giáo cho hàng triệu người dân khi đó. Thông thường khi một Lạt Ma cấp cao qua đời, thì chức vụ của vị này sẽ được đảm nhiệm bởi một người được xác định là tái sinh của Lạt Ma đó. Truyền thống này đã ăn sâu vào tinh thần và văn hóa của Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên hiện nay do Tây Tạng đã trở thành một trong năm khu tự trị của Trung Quốc, bên cạnh đó thì do nơi đây luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nên chính quyền Bắc Kinh đang muốn can thiệp để tìm ra vị Lạt Ma kế tiếp nhằm thống nhất và ngăn ngừa mầm mống nổi loạn. Cuộc chiến xác định người kế vị Đạt Lai Lạt Ma. Đây thực chất không phải là một cuộc chiến kế vị đơn thuần mà nó mang yếu tố chính trị rất rõ rệt. Nhiều chuyên gia cho rằng để kiểm soát Tây Tạng thì Trung Quốc đã tiến vào cõi tâm linh. Năm 1951, khi Trung Quốc đã sáp nhập Tây Tạng, lúc này nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc khi đó là Mao Trạch Đông đã gặp Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso. Khi này, chính Mao đã nói với Lạt Ma rằng tôn giáo là thuốc độc. Kể từ sau câu nói này thì Trung Quốc đã chìm vào một cuộc đại cách mạng văn hóa. Tây Tạng khi đó cũng không thể tránh khỏi việc bị tàn phá. Cho đến trước khi cuộc cách mạng kết thúc, theo thống kê có khoảng 6.000 tu viện và ni viện Tây Tạng bị tàn phá, cùng với đó là tước bỏ y phục của hầu hết các tăng ni ở đây. Chưa hết, hàng nghìn tấn hiện vật văn hóa cổ của Tây Tạng, chiếm tới 3/4 tổng số hiện vật được lưu giữ tại các địa điểm trên khắp đất nước, đã bị phá hủy, cướp bóc hoặc đem làm nguyên liệu tái chế. Điều này đã khiến người dân Tây Tạng bất bình oán thán. Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người tán dương chủ nghĩa vô thần thường chế nhạo các tôn giáo, rồi tìm cách trói buộc Tây Tạng vào Trung Quốc bằng cách đàn áp văn hóa địa phương và các truyền thống lịch sử, đồng thời ngăn cấm việc thực hành Phật giáo Tây Tạng. Ngoài ra, họ cũng buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cùng nhiều người dân phải sống lưu vong. Có lẽ đối với chính quyền Trung Quốc hiện nay thì vị Lạt Ma này không khác gì một mối đe dọa trong mắt họ, bằng chứng là phía đại lục đã gọi vị này là kẻ chia rẽ hay con sói đội lốt thầy tu, đồng thời chế nhạo những tín đồ đi theo ngài là bè lũ Đạt Lai Lạt Ma. Nhiều người cho rằng mối đe dọa đó đã bị thổi phồng quá mức, vì kể từ năm 1970 cho đến nay thì Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã không kêu gọi một nền độc lập cho Tây Tạng. Thay vào đó, ông đã yêu cầu quyền tự trị thực sự cho vùng đất này trong khuôn khổ hiến pháp Trung Quốc. Kể từ năm 2011, ông cũng chuyển giao mọi trách nhiệm chính trị và hành chính của mình cho một chính quyền Tây Tạng được bầu cử dân chủ. Tuy nhiên, mối lo ngại của Trung Quốc không phải là không có cơ sở, vì hiện nay dù cho chính quyền Bắc Kinh đang kiểm soát Tây Tạng, nhưng phần lớn người dân nơi đây vẫn luôn hướng về vị lãnh tụ của mình. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã bước sang tuổi 89, và đến một lúc nào đó câu hỏi về người kế nhiệm ông sẽ nảy sinh. Có vẻ như chưa lúc nào các quan chức Trung Quốc lại quan tâm đến truyền thống tái sinh thiêng liêng của người Tây Tạng như vào lúc này, hay còn được gọi là Tu Khu. Truyền thống ấy quy định rằng một Lạt Ma trẻ tuổi của Phật giáo Tây Tạng sẽ kế thừa các trách nhiệm tôn giáo và chính trị của người tiền nhiệm sau khi vị này qua đời. Quá trình xác định vị Lạt Ma tái sinh sẽ tuân theo những hướng dẫn do vị Lạt Ma tiền nhiệm để lại và được thực hiện bởi các học giả Phật giáo uyên thâm. Thông thường thì việc lựa chọn người kế nhiệm cũng do đích thân vị Lạt Ma tiền nhiệm lựa chọn. Trong 8 thế kỷ qua, nhiều vị Lạt Ma tái sinh đã được tìm thấy trên khắp cao nguyên Tây Tạng, cũng như ở những nơi khác trên thế giới Phật giáo vùng cao nguyên như Bhutan, Ấn Độ và Nepal. Thậm chí các Lạt Ma cũng được tìm thấy ở những khu vực khác như Mông Cổ và các vùng khác của Nga. Nguyên nhân khiến Trung Quốc quan tâm. Kể từ năm 1959 đến năm 1990, chính quyền Trung Quốc đã không cho phép người Tây Tạng được lựa chọn các Lạt Ma mới trong hầu hết các dòng luân hồi của Phật giáo Tây Tạng. Chỉ đến năm 1990, sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1989, thì chính phủ Trung Quốc mới tìm cách khôi phục các thể chế tôn giáo ở Tây Tạng, chẳng hạn như truyền thống Thun Khu, với mục đích là cân bằng với sự nổi tiếng ngày càng tăng của vị Lạt Ma này. Việc giới thiệu các quy định về tái sinh vào năm 1995, từ đây chính phủ Trung Quốc đã tính toán để can thiệp vào việc lựa chọn Ban Thiền Lạt Ma thứ 11. Và những nỗ lực gần đây hơn của chính quyền Bắc Kinh như viện dẫn đến sự kế thừa các quy định có từ thời nhà Thanh và nhấn mạnh vào tính liên tục của lịch sử cũng chỉ để đặt truyền thống này dưới sự quản lý của chính quyền. Tuy nhiên cho đến nay các học giả vẫn không thể tìm ra được một quy định nào ở thời Mãn Thanh có viện dẫn về việc bổ nhiệm và công nhận các Lạt Ma tái sinh do chính quyền tiến hành. Từ đây việc thiếu vắng sắc lệnh vốn được cho là nền tảng của đạo luật quản lý toàn bộ Tây Tạng không chỉ gây tò mò mà còn gây nghi ngờ về tính trung thực. Sự thiếu vắng này thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn nếu chúng ta xét đến danh tiếng của các nhà lưu trữ văn khố thời Trung Quốc, đặc biệt là thời nhà Thanh, về việc lưu trữ lượng hồ sơ khổng lồ một cách tỉ mỉ. Chính vì không có các quy định rõ ràng nên nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ Trung Quốc muốn can thiệp vào việc bổ nhiệm và công nhận các Lạt Ma tái sinh thực chất là để nắm chắc quyền kiểm soát Tây Tạng trong tay. Vì người dân nơi đây có thể không biết lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ai, nhưng họ lại biết rất rõ về Đức Đạt Lai Lạt Ma của mình. Như vậy, nếu chính quyền Bắc Kinh có thể điều khiển được vị lãnh tụ này thì chắc chắn sẽ nắm được lòng dân Tây Tạng.
và khi đó thì vùng đất huyền bí này sẽ là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Những hành động của Trung Quốc. Kể từ năm 2007 thì chính phủ Trung Quốc đã chính thức khẳng định quyền của mình đối với các vấn đề tâm linh và tuyên bố rằng hệ thống Thun Ku chỉ có thể hoạt động khi có sự chấp thuận của nhà nước. Các tiền lệ truyền thống là không đủ cho quá trình lựa chọn các lạt ma tái sinh và giờ đây mọi việc phải tuân theo luật pháp Trung Quốc. Do đó, giới lãnh đạo đã ban hành một nghị định cấp quốc gia thông qua Cục Sự vụ Tôn giáo. Nghị định này chính thức hóa một bộ quy tắc về tái sinh mà trước đó từng được khu tự trị Tây Tạng công bố vào năm 1995. Mặc dù bề ngoài là một quốc gia vô thần, nhưng thông qua những đạo luật kiểu này, chính phủ Bắc Kinh đã tiếp tục can thiệp vào đời sống tôn giáo của người dân. Tuy nhiên, quá trình Trung Quốc can thiệp vào việc lựa chọn lạt ma tái sinh của Tây Tạng phần lớn không thành công và thường dẫn đến những mối bất an lan rộng trong cộng đồng dân cư nơi đây. Chúng ta có thể lấy ví dụ về trường hợp của Ban Thiền Lạt Ma thứ 11. Đây là vị lạt ma nổi tiếng thứ hai trong Phật giáo Tây Tạng. Vào năm 1995, khi vị này vừa lên 5 tuổi, đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma xác nhận là hóa thân của Ban Thiền Lạt Ma thứ 10. Cùng năm đó thì chính phủ Trung Quốc đã trục xuất cậu bé này khỏi Tây Tạng, rồi đưa một cậu bé khác, vốn là sự lựa chọn của riêng họ, lên làm Ban Thiền Lạt Ma thứ 11. Sự can thiệp của Trung Quốc vào hệ thống luân hồi cũng đã mở đường cho nhiều tập tục xấu. Theo luật pháp Trung Quốc thì tất cả các lạt ma tái sinh đều phải đăng ký với chính phủ. Điều này đã dẫn đến việc biến một hoạt động tôn giáo thiêng liêng thành một quy trình quan liêu và dễ bị lạm dụng. Năm 2016, Jean-Pierre Gyatso, một học giả Tây Tạng nổi tiếng và là thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông này đã lên tiếng cáo buộc rằng việc hối lộ và tham nhũng đang lan tràn trong nhóm quan chức Trung Quốc tham gia vào quá trình công nhận các lạt ma tái sinh. Từ năm 2007 đến năm 2017, dưới vỏ bọc tôn giáo, số lượng lạt ma được đăng ký đã tăng gấp 4 lần, từ khoảng 300 lên hơn 1.300 người. Quyết định can thiệp chính trị này của Trung Quốc đã phủ bóng đen đầy bất ổn và ngờ vực lên truyền thống lâu đời của Tây Tạng. Cùng với việc quan liêu hóa hoạt động văn hóa và tâm linh của người Tây Tạng, thì Trung Quốc còn dựa vào việc bóp méo lịch sử để khẳng định tính chính danh của mình khi can thiệp vào các vấn đề tôn giáo của người Tây Tạng. Năm 2021, một bài viết của Thời báo Hoàn Cầu đã tuyên bố sai sự thật rằng tất cả các Đạt Lai Lạt Ma trước đây đều sinh ra ở Trung Quốc. Ngay cả với giả định rằng Tây Tạng luôn là một phần của Trung Quốc, thì chắc chắn không phải tất cả các Đạt Lai Lạt Ma đều sinh ra ở nơi được công nhận là Tây Tạng. Như chúng mình vừa nói ở trên, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ tư là Jonten Gyatso, ông là một người dân tộc Mông Cổ sinh ra ở Mông Cổ. Trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu là Sangchang Gyatso, lại là một người dân tộc Monpa đến từ vùng Arunachal Pradesh thuộc Ấn Độ ngày nay. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc còn khẳng định một cách không chính xác rằng vào năm 1653 thời nhà Thanh, Hoàng đế Thuận Trị đã phong tước hiệu Đạt Lai Lạt Ma cho các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Tây Tạng. Nhưng trên thực tế thì danh hiệu Đạt Lai là một từ tiếng Mông Cổ có nghĩa là đại dương và đã được một vị Hãn Mông Cổ là A Nhĩ Thản Hãn ban tặng cho Jonten Gyatso vào năm 1578. Cuộc đối đầu giữa tôn giáo và chính trị. Theo truyền thống Tây Tạng thì những cuộc thảo luận về kiếp sau của một tăng sĩ thường không được khuyến khích khi cá nhân đó vẫn đang còn sống. Việc làm này được xem là bị thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng, và như thể cộng đồng đang háo hức chờ đợi cái chết của vị Lạt Ma. Tuy nhiên, bên thể hiện sự quan tâm sâu sắc nhất tới hiện thân tương lai của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 chính là chính quyền Trung Quốc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng sẽ không hề thờ ơ trước những tác động sâu sắc của cái chết và sự tái sinh của ông đối với tương lai của Tây Tạng. Mặc dù phía Trung Quốc liên tục phỉ báng Đạt Lai Lạt Ma và cấm trưng bày những ấn phẩm liên quan đến ông, nhưng hiện nay chính họ lại đang cố gắng chỉ huy quá trình tái sinh của ông. Năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 đã đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất về sự tái sinh của mình và dứt khoát bác bỏ sự can thiệp của Trung Quốc. Vị Lạt Ma thứ 14 cũng tuyên bố rằng mình sẽ để lại những hướng dẫn rõ ràng bằng văn bản. Văn bản đó sẽ được thực hiện bởi văn phòng riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông nói rõ rằng chỉ cá nhân chuẩn bị tái sinh mới có thẩm quyền xác định địa điểm, cách thức tái sinh cũng như cách thức để việc tái sinh đó có thể được công nhận. Đồng thời, khi ông qua đời trong cảnh lưu vong thì hiện thân tái sinh của mình sẽ được sinh ra bên ngoài Trung Quốc. Đây rõ ràng là lời lên án cho những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm can thiệp vào hệ thống luân hồi của Phật giáo Tây Tạng. Cũng trong năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma nêu rõ rằng ông sẽ làm rõ các hướng dẫn về việc kế vị khi bước sang tuổi 90, tức là vào năm 2025. Nhưng mọi sự cố gắng có thể đổ sông đổ biển vì chính phủ Trung Quốc có thể sẽ bác bỏ bất kỳ lựa chọn kế vị nào mà Phật tử Tây Tạng và văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đặt ra. Từ đây thì người dân Tây Tạng nói chung và các tín đồ Phật giáo nói riêng sẽ đứng trước hai lựa chọn. Một là hướng đến vị lãnh tụ tôn giáo Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 ở bên ngoài Trung Quốc, và hai là theo vị Đạt Lai Lạt Ma do chính quyền Trung Quốc lập nên. Mặc dù cho đến nay thì vẫn chưa có những thông tin gì mới, nhưng chắc chắn sự kiện Đạt Lai Lạt Ma chuyển sinh trong tương lai sẽ trở thành một sự kiện lớn không chỉ của Tây Tạng mà còn là của cả thế giới.
Và đó là những thông tin về cuộc chiến xác định người kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.